trở lại với QT Moto Official. Mình là Con Béo Moto Vlog, của hôm nay mình sẽ review bán cho anh em chiếc Honda Cào Cào XR150 của Honda bản xuất châu Âu nhá. Đây nè, nó có hai bản đấy anh em, bản xuất châu Á là bản của Trung Quốc sản xuất, xuất cho thị trường châu Á, và bản này là cũng là vẫn Trung Quốc sản xuất, nhưng xuất nhưng mà sản xuất theo form rồi tất cả những yêu cầu của châu Âu. Và Cào Cào là để cách mà lên làm sao chỗ ngầu ấy, anh em nhìn mình này, mình hướng dẫn một lần thôi nhá. Tỉnh á, hô móc rồi, làm cổ inox mở ra ngoài. Khi mà xuống ấy thì con Cào Cào nó rất là cao, chúng ta đá chân này xuống đấy, cho ngầu thôi. Thực tế là yên nó trông nó cao này thôi nhá, nhưng mấy người cao 1m71-72 như mình ấy trông thoải mái luôn. Nó hạ xuống này đấy, các bạn thấy không, đi quanh đi anh, chống được nhón hai chân luôn. Cao 1m71-72, còn đa phần Cào Cào thì người ta hay chống như này. Quay đi em. Và tại sao mà người ta hay nói là Cào Cào sinh ra là để phá, thì thực ra là anh em ạ, cái thụt trước thụt sau nó rất là ngon, êm lắm. Đây này, các bạn nhìn mình này, êm không, êm cực kỳ luôn, thụt trước thụt sau đấy cực kỳ ngon và êm. Đây này, thụt zin này các bạn này, để lâu rồi, xe để lâu không bị này đấy, nhưng mà thụt vẫn còn ngon nhá, để bảo vệ phuộc này, bên này đây này đấy, bên này này bảo vệ phuộc này, khi chúng ta kéo xuống này đấy, nước này các bạn này, thấy không, mình rửa xe, vừa rửa xe thụt bao luôn là vẫn còn ngon lành cành đào luôn đấy, và thụt sau nữa cũng ngon. Thì con này biết là phải review cho các bạn như thế nào. Ok, chúng ta cùng đi thôi. Đĩa zin này, đĩa nhìn nó có lòng trong này nha. Đấy. Đĩa này cộng với Meyer zin
thì con này đang sử dụng là lốp trước là 90-90-19, sau là trừ bao nhiêu đây, sau 110 trừ mười mấy đây, đây đây nó có sai lốp đây, các bạn chờ mình tí mình xem cái lốp này trừ mấy, trừ 17, 110 90 trừ 17, trước là đi 19-17, cặp này là đi 19-17, vành zin luôn nha anh em nhá, vành zin của gào gào luôn. Thì cái này thì nếu mà các bạn nào mà cái chân nan này, cái camera quay đây, chân nan này còn chưa gì, nếu mà bạn nào mà cần sáng bóng nữa thì là đánh bóng lại hoặc là đem kỹ càng nữa đem mạ cái vành sắt này thôi. Cái vành này là đôi vành bằng sắt để nó làm gì, nó chịu lực nó khỏe, đôi đèn chiếu sáng này vẫn lên ngon lành luôn. Đây, mở lên cho anh em này, có công tắc luôn nhá. Đấy, hai quả đèn chiếu sáng từ năm 2016, 17, 18, 19 đến giờ này, nó còn đến bảo hành 2019 này anh em này. Đem mạ đấy, từ rất lâu rồi đấy. Thì đôi thụt, cái điều anh em quan tâm nhất là thụt thì là vẫn còn ngon, thụt trước thụt sau đấy. Tiếp theo nữa đèn thì sử dụng là bóng led nha anh em nhá. Đổ máy lên này thì anh phải mò đã, bật pha lên là lên bóng led, tắt pha đi là ấy, buổi tối chúng ta sử dụng bóng led. Camera quay vào đây này, bùm công tắc này, trông rất là đơn giản nhá. Đấy, đây một công tắc tắt bật này. Đấy, công tắc tắt bật pha này cũng buồn cười nhờ. Mỗi nút này chẳng có passing gì. Vì là nói thật anh em là dòng này là để đi đa dụng, tức là đi cả suối, cả đi cả suối này, đi đường cua tốc cao này, tốc thì nó không cao lắm đâu. Mình đi con này mình test ở đường Bắc Ninh, vì là anh chủ xe là người Hàn Quốc làm việc tại Bắc Ninh, thì mình đi ở đường cao tốc Hà Nội Bắc Giang Bắc Ninh ấy, thì mình đi kéo lên được là đều ga là tầm 100, cứ đi 100 thôi, vẫn còn ok, vẫn còn ga, nhưng mình chỉ đi 100 thôi. Và nó cảm giác nó rất là êm, cộng với cao nhá. Cái khi mình ngồi lên cái xe này, cảm giác như anh em đi ở ngoài đường cùng mình ấy, mình còn phải ngó thế này xuống thôi. Tuy bạn không cao nhưng mà cả thế giới phải ngước nhìn bạn. Đấy. Cái đồng hồ toàn bộ cái dàn này là zin hết, cả xi nhan duy nhất không có độ chế gì cả. Anh nghĩ là lắp thêm cái bảo vệ tay lái đây nhờ. Đây, lắp bảo vệ tay lái. Bên này thì ngon lành, nhưng bên này thì bị vỡ mất cái này này. Đấy, vỡ cái này, mình có hàn lại cái này rồi. Thì nó là ở trong nó là lọ nhôm anh em ạ. Đây này, ngoài này là cái nhựa thôi, còn trong của nó chính của nó là cái nhôm này, thì vẫn còn ngon lành. Đấy. Tiếp theo là yên đã bọc lại. Yên thì chủ xe để lâu quá nên là cái yên này nó bị chuột trước các thứ nó cắn hết ở trong này. Cắn hết này. Mình tháo ra mình làm lại, bọc lại yên ở số 1 cầu mới ở bên xưởng yên Trung Anh. Nó yên này mềm lắm nhá. Đây này. Vì là anh em thích ngồi êm đi tour xa, thường những con này thì chẳng đồ ba lô đi cả thế giới luôn cũng được luôn. Anh em có thể đi tour xuyên Việt này, đi rừng, đi núi này, đi rất nhiều nơi. Và thêm cái nữa này, cái cổ mô, thì cổ mô nó đã bị rỉ lâu ngày, nó cổ bằng sắt mà nó bị rỉ, nên là mình đã thay đoạn này bằng đoạn inox 304. Đấy, làm cổ inox 304. Còn nếu mà anh em nào mua xe mà kỹ càng muốn làm đến tận đây luôn thì mình cũng uốn được cho anh em từ đoạn này ra đến đây nhá. Đấy, luôn là cổ inox luôn. Đấy, đồ thì zin nguyên theo xe. Đây, lốc máy đây. Tất cả hiện trạng máy nó như nào thì mình đấy nhỉ. Nhưng con này không phải máy của K56M1 đâu nhá. Đây này, KRH này, M1 này, lốc máy nó khác hoàn toàn. Đấy. Và thêm cái nữa là sau ngon lành. Bô thì móc rồi. Đây, nổ thử cho anh em nghe tiếng bô móc này. Tua đập nghỉ. Thỉnh thoảng nó có vậy. Thêm nữa, cái vành sau là vành 17, như mình đã nói, vành sau vành 17. Camera sang bên này. Đôi lốp Continental Việt Nam à. Không phải lốp Việt Nam. Mình không chuyên bán lốp này, mình biết nó đang hãng gì luôn. Bên kia xe này. Bên này. Mẹ đéo lốp gì lại không có cả thương hiệu. Đây đây là thun led thôi. Đây là nylon. Nylon bên này. Đâu? Đây. Đâu? Bên dưới này. Đây là tên đấy. Thun led với là nylon là một. Lốp đéo gì còn chẳng có thương hiệu luôn. Đây. Không, cái là sai lốp. Sai lốp. Thua.
mình không biết lốp này lốp gì luôn, tubi led này là chỉ thông số là cao su thôi. Nhông xích nhá, điều đặc biệt là con này chạy nhông xích 520 nha anh em, máy 150 nhưng chạy bộ nhông xích 520. Sorry anh em, con này chạy nhông xích 428 không phải 520. Đây full bộ nhông xích 428. Tiếp theo nữa, cái này là cái gì đây? Đựng đồ trong đấy à? Nó có chìa khóa này, mở ra cái này. Một clip đang bán rất là quê mùa. Đúng em, đựng đồ nghề, đựng đồ nghề luôn. Đấy, khóa lại. Cái này sẽ phải xoay như nào nhỉ? Xoay ngược đủ. Đây, ok. Đấy, đựng đồ. Giá con này mình bán là với giá là 46 triệu. Anh em quan tâm thì có thể liên hệ với mình. Và thêm một điều nữa là gì? Là chiếc xe này, anh em nào muốn đăng ký biển Hà Nội thì đang rút hồ sơ về chính chủ tên mình rồi. Đấy thì mình có thể đăng ký luôn cho anh em ở biển Hà Nội cũng được. Nộp thuế chắc khoảng tầm 1 triệu, tiền biển chắc khoảng tầm mấy trăm nghìn, chắc khoảng tầm mất anh em mất khoảng tầm 1.2-1.3 để đăng ký chiếc xe này nữa. Đấy. Và tất cả con này là ôn zin ngon lành, bảo hành cho anh em 6 tháng trải nghiệm luôn, từ đến máy đến thụt đến thiết tất cả các thứ. Thế là yên tâm chưa? Và chiếc xe này là chiếc xe để dùng để đi tour đi chơi. Tà Xùa đang mùa này đang rất đẹp đấy các bạn ơi. Đấy. Tà Xùa này, Hà Giang này, Mã Pí Lèng, đại loại là ở đâu cũng đẹp vì là mùa này là mùa lúa chín em ạ. Nó rất là đẹp luôn. Đấy, nó mua chiếc xe này thì nó bền bỉ, ngon lành và đi sẽ không sót. Ok anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi. Hẹn gặp lại anh em tại những vlog sau. Đừng quên like, subscribe kênh YouTube mình nhá. Mình ngoài bán xe, review xe, mình còn rất là nhiều cái nữa cho anh em. Ok anh em, hẹn gặp lại anh em tại những vlog sau. Bye bye.